Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục làm trưởng đoàn, đã có ngày làm việc tại thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch. Đoàn khảo sát nghe báo cáo việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Đà Nẵng đảm bảo khá tốt về cơ sở vật chất để thực hiện. Tuy nhiên, giống như nhiều địa phương khác, các trường vẫn gặp phải tình trạng thiếu giáo viên ở các môn âm nhạc, mỹ thuật của tiểu học, đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên dạy tổ hợp khoa học tự nhiên. Chúng ta đang thiếu giáo viên, nhưng mà cái tình trạng thừa của bộ cũng đang diễn ra. Vậy cơ chế đặt hàng Đà Nẵng có thực hiện được không? Tôi đi nhiều địa phương thì không đặt hàng được và ngần ngại trong việc đặt hàng bởi rủi ro bỏ ngân sách nhà nước ra, sau đó sinh viên nó không quay trở lại địa phương thì sao? Hiện tại thì cái môn mà dạy gọi là dạy chung cho cả ba môn á, thì các trường đại học thật sự là mới chỉ có một trường hoặc vài trường thôi là có cái khóa đào tạo giáo viên dạy liên môn đó. Và cái dạy đó cũng mới bắt đầu, chứ còn hiện tại là vẫn là dạy riêng lẻ từng môn. Do đó là các trường mới sắp xếp là tùy theo cái tính chất bộ môn, ví dụ môn khoa học tự nhiên đó. Ví dụ như trong môn khoa học tự nhiên mà có môn lý, cái tỷ lệ cao hơn thì sẽ bố trí giáo viên lý dạy và dạy nguyên cả một cái cụm môn đó. Đà Nẵng đã có đề án về phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế và dành nguồn lực tương xứng để bảo tồn, giữ gìn văn hóa, kêu gọi xây dựng trung tâm điện ảnh, phát triển công nghiệp văn hóa với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay là theo mô hình tổ chức thì chúng ta có trung tâm văn hóa cấp xã phường. Tuy nhiên là không có biên chế để giao. Là đồng chí phó chủ tịch văn xã của phường phải làm là kiêm giám đốc trung tâm văn hóa. Rồi là cán bộ văn hóa của phường là làm phó và quản lý. Nên là nó cũng đang xen chồng chéo về mặt quản lý rất là nhiều và không có một cái chính thống về bộ máy. Đây là một cái đơn vị sự nghiệp hay là một cái đơn vị trực thuộc. Các đồng chí cũng có cả cái đề án về văn hóa riêng cho thành phố rồi. Nói chung là về mặt tức là thể chế hóa các cái chủ trương thì tôi thấy là thành phố làm rất đầy đủ. Thứ hai là các cái biện pháp của đồng chí cũng rất rõ ràng, các đồng chí cũng có sự quan tâm nó cũng rất rõ ràng. Nhưng mà báo cáo đồng chí là cái văn hóa này mà để cho nó trở thành một cái kết quả cụ thể cũng không dễ. Góc độ nào đó còn phải kiên trì hơn cả giáo dục yêu cầu, cái thách thức của nó như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta chú ý thì chúng ta cũng sẽ làm được. Đối với dự án Làng Đại học Đà Nẵng, đoàn làm việc với các đơn vị liên quan và tiếp nhận kiến nghị ưu tiên bố trí ngân sách bổ sung gần 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng gần 200 hectare còn lại và 2.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên. Đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quy định các trường đại học công lập thực hiện tự chủ bị cắt kinh phí chi thường xuyên mà không được tăng học phí. Như vậy, các trường tự chủ sẽ rơi vào tình trạng khó khăn, khó thu hút nhân tài,